Việt Nam tự hào vì có những trang sử vàng rực rỡ, người Việt Nam thông minh, linh hoạt, cam trường, dũng cảm. Một trong những phẩm chất quý báu của người Việt được minh chứng qua những tấm gương hiếu học và những người con trung hiếu. Hiếu học là sự ham học hỏi, ham hiểu biết, muốn vươn tới, muốn chinh phục những tri thức của nhân loại. Tìm hiểu rõ hơn về những tấm gương mang phẩm chất quý báu đó, thì mình, Đỗ Thanh Lâm, học sinh lớp 1B, trường tiểu học Yêu Nhiên, Chư Bã, Gia Lai, xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Kể Chuyện Gương Hiếu Học của hai tác giả Phương Thùy, Hoàng Trang, sưu tầm và tuyển chọn. Cuốn sách bao gồm 199 trang, được in theo khổ 13,5 x 20,5 cm do nhà xuất bản Văn Học ấn hẳn năm 2021. Cuốn sách bao gồm 41 câu chuyện kể về những tấm gương hiếu học được nhiều người biết đến. Họ là những vĩ nhân, dân nhân, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ. Đọc cuốn sách, các bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước việc học đàn của Khổng Tử, cách luyện chữ viết của Vương Hy Chi, Liễu Công Quyền, Liễu Quan Quang, lấy sân làm giấy, gặt làm bút, đồ phụ đọc hơn vạn cuốn sách. Trạng nguyên Nguyễn Hiền trẻ nhất nước Nam tự học, tự đọc sách mà không qua trường lớp nào. Hai đoàn nữ hài học không cần sách, Vũ Duệ cõng em học lõm. Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Duệ giả trai đi thi. Rồi những câu chuyện kể về thần đồng toán học, Pascal Einstein, 13 tuổi giải toán đại học. Darwin với câu nói bất hủ, bác học không có nghĩa là ngừng học. Lenin với phương châm, học, học nữa, học mãi. Hay viết chuyện cổ tích bằng giấc mơ của Anderson. Càng đi sâu vào đọc và tìm hiểu nội dung cuốn sách, chúng ta càng thấm thía những bài học sâu sắc của các doanh nhân tiêu biểu như trên thế giới. Có lãnh tụ Lenin của Nga với câu nói nổi tiếng, học, học nữa, học mãi. Ngay từ nhỏ, Lenin đã được đọc những cuốn sách tiến bộ, nói về sự bất công giữa người với người, sự bóc lột tàn bạo của địa chủ với nông dân nghèo, sự cần thiết phải có sự thay đổi chế độ Nga Hoàng. Ngay từ đó, trong đầu óc của Lenin đã có một quyết tâm phải học, học để có kiến thức, học để thay đổi chế độ bất công đang tồn tại trên đất nước mình. Nhờ có sự quyết tâm phải học như vậy, sau này Lenin đã trở thành vị lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga và giai cấp vô sản thế giới. Thưa toàn thể bạn đọc, cuốn sách Kể Chuyện Gương Hiếu Học là một cuốn sách hay trong tủ sách Giáo dục đạo đức của thư viện nhà trường. Sách được biên soạn công phu và dễ hiểu, giúp các bạn học sinh nắm bắt khái quát những thông tin cơ bản nhất. Thông qua đó như một bài học, một tấm gương phản chiếu để chúng ta nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện nhân cách ngày một tốt đẹp hơn. Xin trích câu nói của nhà bác học Edison, thiên tài là 1% của trí não và 99% của máu và mồ hôi. Các nhân vật trong chuyện kể làm chúng ta cảm phục không chỉ ở sự thông minh mà còn ở ý chí nghị lực vô cùng lớn lao, vượt qua những gian nan thử thách để thành công trên đường chinh phục tri thức. Họ luôn là những tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Ở đây chúng ta có thể nhìn nhận lại mình. Chúng ta đang sống trong thời bình. Chúng ta được sống trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được học hành đầy đủ. Tại sao chúng ta không cố gắng học thành tài? Để trả lời cho câu hỏi này, không ai khác mà là chính bản thân của chúng ta mà thôi. Vì vậy, nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, thì em sẽ tiếp tục tìm đọc những câu chuyện hay, những quyển sách mới bổ ích để giới thiệu với bạn bè, người thân, thường xuyên cùng bạn bè đến thư viện, tham gia vào những câu lạc bộ sách. Lời khuyên cho các bạn là hãy mang theo sách bên mình mọi lúc mọi nơi. Hãy đọc nhiều loại sách khác nhau, luôn chia sẻ và luôn tìm kiếm. Hãy ưu tiên việc đọc sách thay vì lướt Facebook hay những trang game không lành mạnh.